quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2024. Kính thưa quý vị, năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP quý 1 của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng chưa đến 1%, nhưng bước sang quý 1 năm 2024, bức tranh kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn toàn thay đổi khi GDP của thành phố đã tăng 6,54%, ước đạt 406.345 tỷ đồng. Đây cũng là mức tăng cao nhất tính từ năm 2020 trở lại đây. Bên cạnh đó, giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 31 tháng 3 là hơn 5.400 tỷ đồng, đạt gần 7% tổng vốn Thủ tướng Chính phủ giao, so với số liệu giải ngân của quý 1 năm 2023 là 1.608 tỷ đồng, tương đương 2,3%, thì số liệu giải ngân đến nay tăng hơn 3.900 tỷ đồng và gấp hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu ra tại phiên họp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội quý 1, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của quý 2 năm 2024. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố, tất cả các ngành dịch vụ đều có mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Tăng cao nhất là ngành vận tải kho bãi với mức tăng 16,24%, kế đến là dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 6,92%, dịch vụ hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ tăng 6,24%, giáo dục và đào tạo tăng 6,15%, bán buôn bán lẻ tăng 5,68%, thông tin và truyền thông tăng 5,52%, tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 4,11%, y tế và hoạt động cứu trợ xã hội tăng 3,02%, kinh doanh bất động sản tăng 2,51%. Đây là 9 ngành dịch vụ chủ yếu chiếm 59,7% trong GRDP, chiếm 91% trong khu vực dịch vụ. Tính chung quý 1 năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 270.264 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2024 ước đạt 138.546 tỷ đồng, đạt 28,7% dự toán, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhìn nhận kết quả kinh tế quý 1 đạt được tương đối khá, tuy nhiên cũng phải nhìn thấy các tác động khó khăn từ bên ngoài, những tồn tại chưa giải quyết dứt điểm và phát sinh tồn tại mới. Do đó phải tập trung nỗ lực mới hoàn thành nhiệm vụ quý 2 và các quý còn lại của năm 2024. Nhiều chuyên gia có đánh giá nếu chúng ta giữ được cái đà của quý 1 trong các quý còn lại thì mới có khả năng là chúng ta đạt được cái chỉ tiêu tăng trưởng năm 2024. Vậy thì câu hỏi là làm sao, làm thế nào để chúng ta giữ được cái đà này, đứng ở góc độ chủ quan, đứng góc độ là điều hành của chúng ta. Đối với quý 2 thì chúng tôi xin đề xuất là một số những cái nhiệm vụ trọng tâm. Cái thứ nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sẽ ban hành các cái quy chế quy định về những cái hệ thống lớn của thành phố. Cái hệ thống quan trọng nhất đó là hệ thống quản trị thực thi của thành phố. Thì như vậy là chúng ta sẽ dùng cái hệ thống này để quản trị thành phố trên các cái dữ liệu. Và như vậy thì theo dõi được cái kết quả xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, theo dõi được tiến độ của nghị quyết 98, theo dõi được kết quả xử lý trên cổng 1022, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm. Nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất đó là về các hoạt động kích cầu thu hút khách du lịch. Đối với mảng hoạt động thu hút khách du lịch ở trong nước vào dịp hè, thì ngành du lịch đang chuẩn bị cho ngày hội du lịch sẽ khai mạc vào thứ năm này, ngày 4 tháng 4, diễn ra tới chủ nhật, ngày 7 tháng 4. Thì hiện nay đã có 45 tỉnh thành cùng tham gia và hơn 50 doanh nghiệp cùng tham gia với tổng cái gian hàng là khoảng 170. Ngành du lịch cũng tiếp tục liên minh với ngành công thương và các cái chương trình biểu diễn của Sở Văn hóa Thể thao và đang phối hợp với các ngành để chuyển những cái chương trình kích cầu này cùng với chương trình kích cầu du lịch trở thành những e-voucher để gửi đến các cái hãng hàng không có những đường bay từ những thị trường mục tiêu mà mình mong muốn khách đến, cũng như là sẽ gửi đến tất cả các khách sạn trên địa bàn thành phố. Các đại biểu phân tích có nhiều nguyên nhân để đạt được những con số tăng trưởng ấn tượng trong điều kiện khó khăn như hiện nay, trong đó đầu tư công đóng vai trò quan trọng. Năm 22 chúng ta giải ngân được là 47.930 mấy tỷ, tức là khoảng 48.000 tỷ. Đây là một cái khối lượng rất là lớn, nó sẽ góp phần hỗ trợ cho tăng trưởng, nhưng quan trọng hơn là nó giải quyết cái điểm nghẽn mà tại sao thành phố chúng ta hiện nay tăng trưởng chậm lại so với thời gian trước đây, đó là vấn đề hạ tầng. Cho nên cái đầu tư công là tôi nói đây là nguyên nhân chính. Cái đầu tàu chúng ta đã kéo một thời gian quá dài,
chúng ta đã nỗ lực quá nhiều, ta khai thác hết gần như cái công suất mà chúng ta đã có, trong khi cái sức khỏe để cần bồi dưỡng chúng ta lại ít đi, tỷ lệ điều tiết ngân sách thì giảm đi từ 33% năm 2000 còn lại 18% từ năm 2017, thì đến nay chúng ta được 21%, tức là cái đó là nó tàn phá sức khỏe của mình. Vậy thì muốn phục hồi như xưa thì phải có thời gian, đó là độ trễ. Và cái độ trễ này nó cần chúng ta ưu tiên đầu tư nhiều hơn cái đầu tư công, và tận dụng nghị quyết 98 để huy động nguồn lực xã hội, trong đó tập trung cái tiêu đi rồi cái PPP rồi BOT, BT v.v. thì những cái đó nó đem lại cái nguồn lực cho chúng ta. Tại phiên họp, đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin tiến độ triển khai dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Về mặt tiến độ thì ngày 1 tháng 6 này thì sẽ tiến hành công tác đào tạo, và sau đó đến tháng 7, cuối tháng 7 sẽ tiến hành sử dụng đúng cái con người đã được đào tạo để tiến hành chạy thử với cái sự vận hành của người Việt Nam. Trong cái quá trình chạy thử đó sẽ tiến hành đánh giá an toàn, và cũng mời các cái cơ quan công quyền ở Việt Nam sẽ cùng tham gia vào công tác chuẩn bị cho nghiệm thu. Thì dự kiến cho đến cuối tháng 9 thì mới hoàn thành những cái công tác gọi là trial run, tức là công tác chạy thử này. Và trên cơ sở đó thì đến tháng 10 thì sẽ các cái cơ quan sẽ đưa vào nghiệm thu và thẩm định cái vấn đề an toàn, sau đó sẽ bắt đầu cho người dân được sử dụng từ tháng 10. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi đánh giá từ kết quả quý 1, nếu tiếp tục đà này trong quý 2 và các quý còn lại của năm, khả năng hoàn thành chỉ tiêu về tăng trưởng của năm 2024 là từ 7,5 đến 8%, có thể thực hiện được. Thu chi ngân sách cũng có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là chi ngân sách góp phần vào tăng trưởng rõ nét. Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương các địa phương, đơn vị đã đạt kết quả tốt trong giải ngân quý 1, đồng thời đề nghị cần tập trung nỗ lực hơn nữa để hoàn thành mục tiêu đề ra. Chúng ta giải ngân trong quý 1 này đó, thì cộng cái nhiệm vụ của 2023 chuyển tiếp sang ở tháng 1 năm 2024 và nhiệm vụ của năm 2024 thì chúng ta giải ngân là trên 9.000 tỷ. Nhưng cái nhiệm vụ còn lại của giải ngân đầu tư công chúng ta đó, từ đây tới cuối năm đó, là phải giải ngân 73.000 tỷ. Tức là mỗi quý như vậy đó là chúng ta phải giải ngân trên 24.000 tỷ. Mỗi tháng như vậy là phải trên 8.000 tỷ. Đây là một cái nhiệm vụ rất nặng nề mà chúng ta cần phải tập trung, chúng ta cần phải có một sự phối hợp đồng bộ thì mới đạt được cái kết quả. Do vậy thì tôi rất là mong các sở ngành, các quận huyện, cả hệ thống chính trị chúng ta phấn khởi trước kết quả của quý 1, nhưng chúng ta cũng phải hết sức lo lắng. Nhưng lo lắng ở đây đó là tập trung cho công việc, có giải pháp để chúng ta thực hiện cho đạt được trong quý 2 và cái thời gian còn lại của năm. Thì tôi đề nghị là trong quý 2 đó, chúng ta sẽ tập trung các cái việc như sau. Thứ nhất là đối với các cái công việc tồn động của quý 1 chuyển sang và các cái nhiệm vụ của quý 2, tổng cộng là 76 nhiệm vụ, thì chúng ta phải tập trung phân công đôn đốc để làm sao chúng ta hoàn thành 76 cái nhiệm vụ này. Nhất là các cái nhiệm vụ của quý 1 chuyển sang thì chúng ta phải hoàn thành cơ bản là đến 15 tháng 4. Một vài nhiệm vụ còn lại của quý 1 là chúng ta hoàn thành trong tháng 4 thôi. Thế còn là chúng ta phải đẩy nhanh cái tiến độ. Trong đó thì chúng ta tập trung triển khai các cái nhiệm vụ của chủ đề năm, đó là chuyển đổi số và nghị quyết 98. Cái nhóm thứ hai đó là chúng ta tập trung các cái giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng cả đầu tư, cả tiêu dùng và xuất khẩu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi cũng đề nghị cần tập trung các giải pháp thu chi ngân sách, các sở phải sát sao với kế hoạch thu từ đất, các biện pháp thúc đẩy nguồn thu trong năm nay và thời gian tới. Bên cạnh đó, các địa phương đơn vị cần triển khai kế hoạch kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tổ chức các hoạt động văn hóa gắn với du lịch, kinh tế sự kiện phải rõ nét để đo lường được hiệu quả các sự kiện, tập trung mạnh cho cải cách hành chính, phải thực sự nâng chất, ứng dụng công nghệ thông tin cho cải cách hành chính. Liên quan đến vấn đề của trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế Mỹ, Việt Nam diễn ra trong những ngày qua, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi cũng đã nêu rõ các vấn đề và hướng giải quyết để làm sao đảm bảo được việc học của hơn 1.300 em học sinh.
Hiện nay là trường này có 1.316 học sinh, hiện giờ là có 1.112 phụ huynh đồng ý đi học lại, nhưng mà có 612 phụ huynh là đồng ý đóng tiền thôi. Hiện giờ thì sở cũng đang vận động, tại vì cái gói tiền này bà chủ trường bà cam kết rằng là nếu mà hỗ trợ tiếp tục cho trường hoạt động thì sau khi mà có cơ cấu lại, tổ chức lại thì nhà trường giống như mượn của phụ huynh thôi. Thì hiện nay đến giờ này là theo báo cáo của cái tổ công tác về tài chính là hôm qua là sở công bố cái tài khoản lúc 12 giờ rưỡi thì đến giờ này là đã phụ huynh đã đóng góp vào là 21 tỷ 700 triệu. Nội dung này đó thì Thủ tướng Chính phủ đã có một cái công điện chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Giáo dục phải phối hợp với nhau giải quyết sớm cái việc này. Tôi đề nghị là tổ công tác mà thường trực là sở giáo dục thì các đồng chí trong ngày nay, chậm nhất là đến ngày mai, rà soát lại để đề xuất để làm sao đến ngày thứ hai tuần sau là các cháu phải được trở lại học. Thì chúng tôi thấy rằng là qua tiếp xúc á, thì thấy cũng có những cái hướng một số phụ huynh thì giờ có nguyện vọng chuyển con em của người ta sang những cái trường mà có cái chương trình phù hợp và có khả năng tiếp nhận. Thì những trường hợp này tôi đề nghị là tổ công tác xem xét và có định hướng. Còn những trường hợp đề nghị là ở lại trường tổ chức giảng dạy thì chúng ta cũng phải đánh giá để chúng ta có kế hoạch thực hiện sớm. Và quan trọng là chúng ta có thông tin rất rõ ràng cho phụ huynh, cho các bên có liên quan và có sự chuẩn bị đầy đủ để chúng ta thực hiện theo các phương án. Việc thứ hai đó là chúng ta phải làm việc với chủ đầu tư, với nhà trường để có một cái kế hoạch căn cơ bài bản sắp tới trường có tiếp tục hoạt động hay không. Hoạt động thì cần những điều kiện gì, tái cơ cấu như thế nào, kêu gọi nhà đầu tư như thế nào. Thì cái chỗ này chúng ta phải có một cái kế hoạch rất rõ ràng và có thông tin cũng rất rõ ràng để phụ huynh và giáo viên yên tâm. Và cái thứ ba đó là xử lý các cái quan hệ giữa phụ huynh, nhà trường, giáo viên, nhà trường, những cái tranh chấp này thì tôi đề nghị là chúng ta mời các cơ quan chức năng để có ý kiến chính thức và việc này phải được giải quyết bởi các cơ quan chức năng. Và đối với trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố, trách nhiệm của Sở Giáo dục thì tôi đề nghị là văn phòng Ủy ban, Sở Giáo dục các đồng chí rà soát lại xem xét trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố, của Sở Giáo dục thành phố đối với trường quốc tế Mỹ này nói riêng và các cái trường quốc tế, các cái trường tư thục trên địa bàn để chúng ta phát hiện những cái sơ hở thiếu sót và chúng ta phải khắc phục. Chúng ta phải chấn chỉnh lại hoạt động của các trường này để hoạt động cho đúng quy định của pháp luật, đúng thông lệ quốc tế và trên hết là đảm bảo được lợi ích của người học, của học sinh và phụ huynh. Các đồng chí rà soát kỹ rồi thông báo kỹ, làm sao chúng ta thông tin cho rõ ràng để phụ huynh chia sẻ, để giáo viên chia sẻ. Và trong lúc này tôi nghĩ là tất cả chúng ta cùng thống nhất, cùng đóng góp, cùng chia sẻ thì vấn đề mới được giải quyết một cách nhanh nhất. Thực hiện chỉ đạo này, chiều qua tại buổi họp báo thường kỳ, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo công tác xử lý các vấn đề liên quan đến trường quốc tế Mỹ và phương hướng xử lý trong thời gian sớm nhất. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường, đại diện cha mẹ học sinh, lập tài khoản chung để tiếp nhận hỗ trợ kinh phí giáo dục của nhà trường cho đến khi kết thúc năm học 2023-2024. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ bố trí lãnh đạo phòng kế hoạch tài chính, chuyên viên, giám sát việc thực hiện chi và trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho giáo viên và các hoạt động thiết yếu của nhà trường. Đến nay thì chúng tôi đã tham vấn được ý kiến của phụ huynh. Có hơn 84,7% phụ huynh là có mong muốn cho con em được học tại trường. Phần lớn khi tiếp xúc, tất cả các phụ huynh đều đánh giá rất cao về chất lượng giảng dạy của nhà trường. Mà điều này là chúng tôi đang mong muốn rằng nếu tiếp tục giảng dạy 2 tháng nữa thì các em sẽ đảm bảo hơn về mặt chất lượng. Chính vì lẽ đó là chúng tôi mới mạnh dạn đề xuất hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục cho trưng dụng lại tổ công tác trước đây, cơ cấu thêm một số sở ngành như Sở Thông tin Truyền thông hay Thanh tra thành phố cùng với là các bộ phận nghiệp vụ của và Sở Giáo dục để chúng tôi tập trung vào 4 mảng lớn, đó là về công tác chuyên môn, hướng dẫn cho nhà trường trong thời gian mà các em không được đi học thì chúng tôi đang lên phương án là đến ngày 8 tháng 4 sẽ quay trở lại.
Cũng tại buổi họp báo, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông báo về tình hình tiến độ khởi công, khánh thành và hoàn thành các dự án công trình giao thông trọng điểm, dự án lớn trên địa bàn thành phố. Các dự án trọng điểm tiếp tục mà có thể mà hoàn thành trong năm 2024 này thì quyết liệt để mà triển khai hoàn thành cái quốc lộ 50, cái đường Trần Quốc Hoàn Cộng Hòa, rồi nút Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ, rồi nút giao thông An Phú thì cơ bản hoàn thành. Sở Du lịch và Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông tin các hoạt động chương trình lễ hội nổi bật của thành phố trong quý 2 như lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024 tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc thành phố Thủ Đức vào ngày 18 tháng 4, ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, lễ hội sông nước, lễ hội du lịch và các chương trình xúc tiến du lịch nước ngoài tại các quốc gia Lào, Úc và Đức. Sáng qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến đã đến dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 của quận Phú Nhuận. Năm 2023, các cơ quan đơn vị của quận Phú Nhuận đã xây dựng nhiều mô hình sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu suất lao động, thay đổi phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hoạt động trong các đợt cao điểm thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế chính trị xã hội của quận. Tiêu biểu như quận tiếp tục là đơn vị dẫn đầu khối quận, huyện, thành phố Thủ Đức về chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI 2 năm liên tiếp, dẫn đầu về thực hiện bộ chỉ số chuyển đổi số, các giải pháp cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững cũng tạo được sự lan tỏa tích cực. Năm 2024, các phong trào thi đua của quận Phú Nhuận sẽ tập trung vào việc thực hiện chủ đề năm 2024, quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và nghị quyết số 98 của Quốc hội hướng đến phục vụ người dân doanh nghiệp trên địa bàn. Dịp này, quận Phú Nhuận có 2 tập thể vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhì, 2 tập thể đón nhận huân chương lao động hạng ba, 6 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 8 đơn vị được nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, 5 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Quận Bình Thạnh đã phát động phong trào thi đua dân vận khéo gắn với chủ đề năm 2024, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố và các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phong trào thi đua dân vận khéo được quận cụ thể hóa qua nội dung 5-0, gồm không để người nghèo, người yếu thế bị tụt hậu, bị bỏ quên, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, không xả rác bừa bãi ra đường phố và kênh rạch, không vi phạm luật giao thông đường bộ, không tụ tập gây rối ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự an toàn nơi cư trú và trên đường phố. Cùng với đó, quận Bình Thạnh cũng thực hiện mô hình 5 an với nội dung an toàn thực phẩm, an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn giao thông và an sinh xã hội, và mô hình 5 tự quản về phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, tự quản về trật tự an toàn giao thông, tự quản đối với người lầm lỡ tại cộng đồng, qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cũng đăng ký thực hiện các công trình, các mô hình thiết thực và đầy ý nghĩa, góp phần chung tay chăm lo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, và mong muốn tất cả mọi người sẽ có cuộc sống tốt hơn, đặc biệt là triển khai thực hiện hiệu quả cái chương trình dân vận khéo năm 2024 gắn với chủ đề năm của thành phố. Phong trào thi đua dân vận khéo đã trở thành phong trào hết sức có ý nghĩa trong công tác dân vận, đã góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đoàn kết và sự đồng thuận của xã hội. Thông qua các cấp ủy đảng, chính quyền, từ quận đến cơ sở, luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền vận động gắn với cải cách hành chính nhằm xây dựng chính quyền số, hướng đến phát triển đô thị thông minh và cung cấp các dịch vụ tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Chúng tôi cũng sẽ ghi nhận những cách làm hay đã được làm tốt trong thời gian vừa qua. Đồng thời, thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu để tổ chức một cái hội thi hiến kế về những vấn đề liên quan đến công tác chuyển đổi số, đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính, công tác dân vận chính quyền. Tất cả các phong trào hoạt động được triển khai đều đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.
Tin thế giới, ngày 2 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực tại Ukraine, đẩy lực lượng Kiev về phía Tây. Trong một cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao, ông Shoigu tuyên bố lực lượng Nga đã giành được thêm 403 km2 ở Ukraine từ đầu năm, gây ra nhiều tổn thất cho đối phương. Kể từ tháng 1, quân đội Ukraine đã mất hơn 80.000 quân, 14.000 đơn vị vũ khí các loại. Theo ông Shoigu, bất chấp việc không đạt được thành công trên chiến trường, giới lãnh đạo Ukraine vẫn đang cố gắng thuyết phục các nhà tài trợ phương Tây về khả năng đối đầu với Nga. Để làm được điều này, Ukraine đã tìm cách đưa xung đột sang lãnh thổ Nga. Ông Shoigu cho biết, để đáp trả các hành động của Ukraine, trong tháng 3, Nga đã thực hiện 2 cuộc tấn công lớn và 190 cuộc tấn công cục bộ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine bằng các loại vũ khí chính xác và máy bay không người lái. Ngày 2 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu đã đến thăm một nhà máy sản xuất vũ khí tại Versailles chuyên cung cấp pháo tự hành cho Ukraine. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh viện trợ quân sự mà Mỹ cam kết cho Ukraine đã bị đình trệ, khiến cho sự hỗ trợ của châu Âu ngày càng trở nên quan trọng đối với Ukraine. Ukraine đang sở hữu 49 pháo tự hành César do Pháp sản xuất, trong đó có 30 khẩu do Pháp tặng và 19 chiếc do Đan Mạch tặng. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Pháp diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược, đồng thời phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng của Nga dọc theo chiến tuyến trải dài hơn 1.000 km. Pháp và Mỹ là đối tác trong nhóm liên hệ quốc phòng Ukraine, một nhóm do Mỹ dẫn đầu gồm khoảng 50 quốc gia cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Liên minh châu Âu đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của Ukraine do không đủ năng lực sản xuất và thiếu đơn đặt hàng dài hạn. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng đài năng lực sản xuất thiết bị quân sự ở Pháp và cho biết hãng KNDS đã đưa ra kế hoạch đẩy mạnh sản xuất pháo tự hành César lên 12 chiếc mỗi tháng. Ông cũng cho biết Pháp một lần nữa sẽ gửi tên lửa đất đối không Aster cho Ukraine với sự hợp tác của Italia. Sau chuyến thăm Pháp, ông Blinken sẽ tới Brussels, Bỉ để tham dự cuộc họp cấp Bộ trưởng NATO vào ngày 3 tháng 4. Ngày 2 tháng 4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận rằng cuộc tấn công của quân đội nước này ở dải Gaza khiến 7 nhân viên cứu trợ của tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen, WCK, thiệt mạng là một sự việc ngoài ý muốn. Phát biểu được ông Netanyahu đưa ra khi ông vừa được xuất viện sau ca phẫu thuật thoát dị. Thật không may, hôm nay đã xảy ra một vụ việc thương tâm là lực lượng của chúng tôi đã vô tình đánh trúng những người vô tội ở dải Gaza. Đây là điều xảy ra trong thời chiến. Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng vụ việc, liên hệ với chính phủ của những người nước ngoài thiệt mạng và sẽ làm mọi thứ để đảm bảo điều này không lặp lại. Quân đội Israel cũng thông báo sẽ đánh giá kỹ lưỡng vụ việc ở cấp cao nhất, cam kết sẽ mở một cuộc điều tra do một cơ quan độc lập, chuyên nghiệp và có chuyên môn tiến hành. Cuộc tấn công nói trên diễn ra vào cuối ngày 1 tháng 4 tại Deir al-Bala, miền trung Gaza. Theo hồ sơ, 7 người thiệt mạng bao gồm 3 người Anh, 1 người Ba Lan, 1 người mang hai quốc tịch Mỹ-Canada và 1 người Palestine. WCK cho biết hoạt động của họ có sự phối hợp với quân đội Israel, nhưng đoàn xe của tổ chức đã bị tấn công sau khi rời khỏi nhà kho. WCK cho rằng đây không chỉ là cuộc tấn công chống lại tổ chức này, mà còn là chống lại các tổ chức nhân đạo xảy ra trong những tình huống thảm khốc nhất khi thực phẩm bị biến thành công cụ chiến tranh. Về phần mình, ngày 2 tháng 4, trong cuộc họp đầu tiên của nội các mới tại thành phố Ramallah ở khu bờ Tây, tân thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa đã kêu gọi chuyển hàng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp đến người dân tại Gaza. Ngay từ giây phút đầu tiên sau khi thành lập, chính phủ đã nỗ lực và liên lạc với cộng đồng quốc tế liên tục để giảm bớt nỗi đau khổ của người dân Gaza, bắt đầu từ những nhu cầu cấp thiết về cứu trợ nhân đạo và kết thúc bằng việc tái thiết khi mà cuộc chiến tranh tội ác và sự diệt chủng đang diễn ra. Ông Mustafa cũng cam kết sẽ giải quyết các vấn đề an ninh và kinh tế khó khăn tại khu bờ Tây. Một nhiệm vụ khác mà ông Mustafa đặt ra cho chính phủ mới là cải cách các cơ quan công để hoạt động hiệu quả, có trách nhiệm và minh bạch hơn.
Thưa quý vị, Hiệu sách Hạnh phúc là một phần trong dự án mô hình kinh tế dành cho người tự kỷ, được thành lập năm 2019 do anh Nguyễn Đức Trung phụ trách. Đây là nơi giúp các bạn mắc hội chứng tự kỷ có thể tăng khả năng giao tiếp xã hội, thậm chí là có thêm thu nhập cho bản thân. Có lẽ với hai bạn trẻ này, đây là khoảng thời gian vui nhất trong ngày. Làm việc tại cửa hàng sách, sắp xếp ngăn nắp từng kệ sách và chờ đón từng khách hàng đến với tiệm sách nhỏ. Và có lẽ sẽ có không ít người phải ngạc nhiên khi biết dù mắc hội chứng tự kỷ, nhưng các em lại hoàn thành mọi việc được giao với tất cả sự tự tin và đầy trách nhiệm. Thì cũng lau dọn, quét dọn và rồi kiểm tra tất cả mọi thứ ạ. Và khi mà em làm việc sách thì em thấy thoải mái hơn, vui hơn rồi ạ. Em cũng này làm công việc rất là dễ ạ, nhưng hơi khó ạ. Có tư vấn cho khách ạ. Từ khâu sắp xếp, nhập liệu đến khâu thanh toán cho khách hàng, mỗi nhân viên của hiệu sách đều làm rất chỉn chu. Khách đến hiệu sách Hạnh Phúc, ngoài việc mua sách, còn có thể mua thêm văn phòng phẩm hoặc mượn sách về nhà. Chỉ cần điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu. Như vậy cũng giúp các bạn tự kỷ có cơ hội được tương tác xã hội nhiều hơn. Đây là một không gian khá là ấm cúng. Có thể là nó không có quá là nhiều cái sự bài trí, nhưng mà nó vẫn giữ được cái tinh thần của một cái hiệu sách nhỏ nhỏ, có những cái đầu sách ở nhiều hạng mục khác nhau. Dù diện tích nhỏ và còn khá khiêm tốn, thế nhưng hiệu sách Hạnh Phúc ngày càng được nhiều người biết đến, trải nghiệm và lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng. Hiệu sách Hạnh Phúc không chỉ là nơi giúp các bạn tự kỷ hòa nhập với xã hội, mà còn giúp các bạn cảm thấy bản thân mình có ích và sống tích cực hơn. Bên cạnh đó, hiệu sách cũng góp phần làm thay đổi cái nhìn của xã hội đối với người tự kỷ, giúp họ có thêm tự tin, mạnh dạn hòa nhập với cuộc sống và có thêm nhiều cơ hội để tự chăm lo cho cuộc sống của chính mình. Chiều qua tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ 10 năm 2024. Liên hoan quy tụ hơn 3.000 cán bộ, diễn viên sẽ diễn ra trên cả 3 miền từ đầu tháng 4 tới tháng 7 năm 2024. Trong đó, Liên hoan sẽ khai mạc tại khu vực 1, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 4 tới. Liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn quân được tổ chức 5 năm một lần do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giáo dục Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Liên hoan nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội giao lưu học hỏi, đề ra phương hướng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024, 35 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024, tiếp tục phát huy tình đoàn kết quân dân. Chủ đề của Liên hoan năm nay là 80 năm vang mãi bản hùng ca, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước và truyền thống vẻ vang của dân tộc và quân đội nhân dân, phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa các dân tộc, thể hiện khát vọng cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế. Khoa răng hàm mặt Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật và đào tạo liên tục răng hàm mặt lần thứ 46 với chủ đề thực hành răng hàm mặt trong kỷ nguyên số. Hội nghị khoa học kỹ thuật và đào tạo liên tục răng hàm mặt được tổ chức hàng năm do khoa răng hàm mặt Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, với mục đích cập nhật kiến thức, kỹ năng mới nhất cho các bác sĩ nha khoa trên cả nước. Với chủ đề thực hành răng hàm mặt trong kỷ nguyên số, thu hút hơn 1.000 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và các chuyên gia. Hội nghị cũng có gần 3.000 hội thảo viên tham dự, nhiều nhất từ trước tới nay, chia sẻ những chủ đề thời sự cho các nhà thực hành nha khoa. Phát biểu tại hội nghị, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Khoa, trưởng khoa răng hàm mặt Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nha khoa là một trong những chuyên ngành y tế có tốc độ phát triển nhanh với nhiều trang thiết bị và kỹ thuật được cập nhật hàng năm. Bác sĩ nha khoa nếu không kịp thời cập nhật các kiến thức và kỹ năng mới sẽ khó bắt kịp được sự thay đổi này. Chương trình được diễn ra trong 3 ngày với nhiều hoạt động như triển lãm nha khoa quốc tế với 215 gian hàng, có sự hiện diện của gần như tất cả thương hiệu trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu và giải pháp nha khoa lớn nhất thế giới của hơn 60 công ty trong nước và quốc tế. Ngoài ra còn có 7 hội thảo bàn tròn tại các gian hàng triển lãm của các công ty chuyên ngành, giúp người tham dự cập nhật và hoàn thiện những kỹ năng lâm sàng mới, hữu ích cho thực hành hàng ngày.
Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau cũng trong khung giờ từ 6 giờ đến 6 giờ 30 trên kênh HTV9. Xin kính chào tạm biệt.